Nè chị Bảy đây, chị đây. Chị Bảy. Hello chị Thúy. Mừng quá mà không thắng được. Mừng quá. Má đang trong phòng. Sảy luôn á. Người nào thì thấy mấy chục tuổi hết rồi. Mừng. Hi mom, love you. Be home soon. Cười cả thôi. Cười cả thấy thương ghê. Bác đẹp. Vui đó. Hey, mom, we have my friend is Jessica. Vẫn đẹp như thường, vẫn đẹp gái như thường, à. Cũng vậy luôn, dạ, giống gì chính mà phải đẹp chứ, dạ đúng rồi, giờ 92-1, 92-1 Nguyễn Trung Trực, à, quá đẹp, không vẫn đẹp. Không có gì, giờ không có gì thay đổi hết, cũng đẹp như xưa. À, chị Chính đúng là cũng đẹp đó. Đẹp hết, lâu lắm mới gặp chị Chính á. À, lâu hả? Lâu lắm rồi con mới gặp chị Chính á. Bệnh đi. Mấy năm rồi đó. Bệnh đi rồi về nhà. Bệnh vậy lắm hả? Hết bệnh là về nhà Việt Nam chơi. Chị tôi ngồi nhà, ngồi giữa bà nhà. Bệnh đi già đời lộn kêu gì Chính bằng con luôn á. Ờ con đó là trẻ lắm đó nha. Em út của chị Tư. À, em út á, em út là như con á, út luôn à, từ tá cũng được luôn. Ờ con nhỏ quá hả, là chị Tư mà. À quá đẹp. Ủa gì á, mừng lắm. À, chị Viên đâu rồi? Mừng lắm. Dạ. Đó mừng, thấy chị Chính vậy là mừng đó. Chị Liên. Dạ, vô tí, tí nè. Tí, chị. Đây. Tí. Dạ khỏe. Còn nấu điện còn được, nhưng rõ ràng luôn nè. Mà. Rõ ràng luôn. Mấy nhớ rồi. Sư nói còn thanh thao quá rồi cô. Chết cười đi Chính. Bây giờ giống đi thả về trong bệnh viện hả? Về nha, về đây dẫn đi ăn kem với thả diều nha. Ờ để khi nào bác sĩ ăn có chồng tình thả lên cái này một chút nữa. Bệnh cho nó khỏe quá khát. Dạ. Cái thảo gì? Năm tư. Năm tư. Bác sĩ nói đi làm thế nào? Không phải yêu mà chị phải làm cái xong rồi mình dịch bán rồi về nhà chạy về chơi với con. Về đây chiều dẫn đi công viên ăn kem. Thả diều. Thả diều. Cười quá thì cười. Cười vậy là mừng lắm á. Cười vậy là quá mừng luôn á. Wow, dễ thương quá. Quá giống mừng. Giống y hệt luôn á. Rồi quay về Chính con. You wanna see uncle, right? Robin, your brother. No, this one right here. Your favorite brother. Your favorite brother, right? Right here, look at the picture. Giống quá trời. Ý hệt luôn.
your favorite. Lamb.